Rồi thì ok, xin chào tất cả anh chị em đã quay trở lại với đầu tư tiền điện tử là Phong đây. Thì bây giờ em để cái góc cam để trực diện nha anh chị. Để cái góc cam bên này thì khi mà nhìn qua thì nó bắt sáng hơi kém, không biết là Logitech họ làm cam như thế nào nữa. Nhưng mà nói chung là ok, thì bây giờ chúng ta hãy tiếp tục với nội dung ngày hôm nay. Thì như cái tiêu đề thì anh chị thấy rằng là em có nói rằng là đây là một cái dấu hiệu cho thấy rằng Bitcoin có thể là đạt đến 100.000 đô đúng không anh chị? Thì ngày hôm nay em sẽ kết hợp một vài cái thông tin liên quan đến data on-chain cũng như là những cái dữ liệu quá khứ về giá cả của Bitcoin khi mà nó chạy, để chúng ta phân tích rằng là liệu rằng ở trong cái chu kỳ 4 năm tới sau cái kỳ halving thì liệu Bitcoin có thể đạt đến 100.000 đô hay không nha anh chị nhé. Thì đến thời điểm hiện tại nha anh chị, đến thời điểm hiện tại thì chúng ta có thể thấy rằng là Bitcoin nó đang có một sự phục hồi rất là tốt. Và khi chúng ta nhìn về cái chart Price Forecast Tool ở trên Look Into Bitcoin thì anh chị có thể là xài cái này miễn phí, và cũng như là nó cũng có những cái công cụ gọi như là mức phí nữa thì anh chị có thể là xài thêm. Thì đối với cái chart này thì nó sẽ có những cái thông tin như là giá Bitcoin, CVDD, Top Cap, Delta Top, Balance Price, Terminal Price, thì tất cả những cái này thì nó đều được chú thích ở dưới đây cả. À, nó phân tích rất là rõ ai là người sáng tác ra những cái đó thì nó đều có cả, thì anh chị có thể là xem lại. À, ví dụ như Delta Top nó sẽ lấy cái cap thực tế là Realized Cap nè, trừ đi cho cái Average Cap là cái cap trung bình đó, để nó ra cái dữ liệu rằng là ở cái Delta Cap nó nằm ở đâu đó, và nó cũng sẽ đưa ra những cái nhận xét thông qua cái chart này để anh chị có thể xem ha. Đó, nhìn chung anh chị nào muốn tìm hiểu sâu hơn thì anh chị có thể đọc lại. Và đối với ở thời điểm này á thì anh chị thấy rằng là ở trong quá khứ chúng ta đã có rất là nhiều lần mà cái chỉ báo và những cái công cụ ở trên cái chart này nó đã chỉ ra chúng ta thấy rất là đúng. Thì trong cái mùa downtrend vừa qua thì em có chia sẻ khá là nhiều cho anh chị về những cái chart như thế này đúng không ạ? Thì anh chị có thể thấy rằng là ở trong cái thời kỳ 2012 đi, mỗi lần mà chúng ta chạm vào hai cái đường là Balance Price và cũng như là Terminal Price, chúng ta sẽ xác định đó là cái vùng đáy và chúng ta tăng trưởng và tạo ra một cái đà bull run. Và khi cái đà bull run này chạm đến cái ngưỡng là khoảng top cap và delta top nha anh chị, là hai cái đường xanh ở trên đó, thì anh chị thấy rằng là đúng top cap và delta top thì nó sẽ tạo ra một cái đà downtrend đi xuống. Và vẫn gọi như là tương tự theo cái vòng lập như vậy nha anh chị, thì anh chị thấy rằng là ở cái giai đoạn khoảng 2015 đúng không ạ? 2015 2016 chúng ta cũng có những cái vùng giá chạm về cái ngưỡng Balance Price và cũng như là Terminal Price, và chúng ta tiếp tục xác lập đáy và tăng lên. Đó, chu kỳ gần nhất hiện tại đi, chúng ta thấy rằng là giá cả cũng đang được phục hồi từ cái vùng là Balance Price và Terminal Price, và chúng ta phục hồi lại đúng không ạ? Và khi mà chúng ta tăng trưởng và chúng ta nhìn lại lịch sử là mỗi lần mà nó chạm hai vùng này, nó chạy lên nó sẽ chạm đến cái Delta Top anh chị ha, chạm đến Delta Top tức là cái vùng đỉnh, thì em sẽ zoom cái này ra cho anh chị xem một tí cho nó dễ. Thì khi mà giá chạm lên đến cái tên Delta Top này á thì nó sẽ có khả năng tạo ra một sự điều chỉnh xuống. Và đối với cái vùng phần top cap khi mà chị bé nó đang chỉ ra là nó cao tới là 311.000 đô, thì đối với em á trong vòng 4 năm tới để đạt đến cái con số 311.000 đô này thật sự nó hơi khó nha chị. Thật sự nó hơi khó, mà em nghĩ rằng là khoảng 100.000, hơn 100.000 đô là một cái điều có thể diễn ra. À, ví dụ như ở trong 2021 thì chúng ta chỉ chạm đến cái ngưỡng là khoảng CVDD thôi. Đây chạm đến CVDD là nó rơi tầm khoảng 5 mấy 6 mấy ngàn à. À, thì bắt đầu là nó rụng về, nó điều chỉnh về đó. Và cái CVDD hiện tại thì cũng đang nằm ở cái mốc là khoảng 113.000 đô, và nó cũng gần bằng cái khoảng Delta Top là khoảng 87.000 đô ở thời điểm hiện tại. Thì nhìn chung là cái vấn đề là trong 4 năm tới chúng ta chạm đến cái ngưỡng đó là có thể nha anh chị. Và để mà làm rõ hơn cái vấn đề là có thể hay không, chúng ta hãy nhìn về cái chart halving mà chúng ta đã chia sẻ ở trong thời gian vừa qua. Thì cái lần đầu tiên chúng ta halving là năm 2012 đúng không anh chị? Đây, thì chúng ta hãy tính toán rằng là cái thời điểm đó chúng ta đã tăng trưởng bao nhiêu nha anh chị nhé. Em sẽ lấy một cái thước đo ra và chúng ta kéo từ cái thời điểm halving này. Nói chung là nó chỉ nằm khoảng thôi, bởi vì em không kéo chính xác 100% cái nến được đâu. Thì nó rơi tầm khoảng là 11.000% sau cái kỳ halving đầu tiên. Lúc đó tại sao nó lại tăng nhiều đến như vậy anh chị? Bởi vì lúc đó giá nó chỉ có khoảng là 10 đô một Bitcoin. So với giá hiện tại thì nó chỉ là một cái con số lẻ thôi anh chị. Hồi đó Bitcoin có 10 đô à, và nó đã tăng được là 11.000%. Và đến cái chu kỳ thứ hai ở trong halving là 2016, chúng ta cũng có thể là nhìn nhận rõ ràng ở đây là chúng ta đã tăng được khoảng, Bitcoin đã tăng được khoảng là 3.958%, thì cho là nó tăng 4.000% đi. Thì chúng ta thấy rằng là ở cái chu kỳ halving đầu tiên là 11.000% đúng không ạ? Đó, và sau đó nó giảm xuống còn 4.000%. Thì anh chị thấy được rằng là rất đơn giản là vì giá nó cũng đã tăng lên, lúc đó là khoảng 400 đô một Bitcoin. Có nghĩa là giá trị càng tăng thì cái phần trăm bắt đầu nó càng thu hẹp lại đúng không ạ? Đó, so với cái mức tiền, ví dụ anh chị mua 1.000 Bitcoin ở mức giá 10 đô so với lại 1.000 Bitcoin mà mua ở mức giá 400 đô thì nó là một câu chuyện rất là khác rồi. Thì anh chị thấy rằng là nó sẽ có cái tỷ lệ giảm phần trăm tăng
theo theo từng cái chu kỳ ha, theo từng cái mức giá đó thì anh chị thấy rất là rõ. Và tiếp theo là lần halving ở 2020, thì anh chị có thể thấy rằng là chúng ta sẽ tính từ cái thời điểm halving luôn ha, đến cái vùng đỉnh 69.000 đô thì anh chị thấy rằng là tăng 700%, tăng 700% ha, có nghĩa là nó đã giảm từ 4.100% xuống còn 757%. Thì đây là cái con số nó phải giảm thôi, bởi vì lúc đó là Bitcoin nó cũng đã 8.000 đô rồi đó, và giá trị nó vẫn sẽ kéo theo là một cái sự gia tăng kéo dài. Bởi vì Bitcoin ở thời điểm từ trước đó đến bây giờ thì càng lúc nó càng được nhiều người quan tâm hơn, càng nhiều được nhiều người tin tưởng hơn, cái độ chết nó cao hơn rồi anh chị. Và bây giờ nó nằm ở trên bảng xếp hạng thì có thể là so sánh gần như là so sánh được với vàng luôn rồi, bởi vì là rất là nhiều người quan tâm, rất là nhiều người đầu tư, và kể cả bây giờ anh chị thấy rằng là Bitcoin ETF đúng không ạ. Và tiếp đến là cái vấn đề là ở chu kỳ halving lần thứ tư này thì theo anh chị nghĩ rằng là nó sẽ tăng được bao nhiêu? Đối với em á, nó sẽ tiếp tục giảm, tiếp tục giảm nha anh chị, bởi vì là bây giờ cái con số nó đang rất là lớn rồi, nó mấy chục ngàn đô, nó không thể nào so sánh với cái nó không thể nào so sánh với trước đó thì chỉ có 10 đô một Bitcoin, 400 đô một Bitcoin thì nó rất là thấp. Và đến thời điểm này khi mà nó đã đến cái con số là mấy chục ngàn đô một Bitcoin rồi thì bắt buộc là chúng ta phải thấy rằng là nếu halving diễn ra, em cứ cho là bây giờ nó nằm ở khoảng 30.000 đô đi một Bitcoin mà nó tăng lên và đến 100.000 đô đi anh chị, là nó cũng đã khoảng là 200%. Thì ở đây á, trong 4 năm tới sau cái kỳ halving thứ tư thì cái vấn đề mà nó giảm xuống, cái biên độ nó giảm xuống dần á, là có thể xảy ra anh chị. Và vì sao nó phải giảm đi cái mức độ tăng trưởng của nó anh chị? Biết rằng là Bitcoin ETF có thể là kéo hàng tỷ tỷ đô vào thị trường crypto, nhưng mà nó phải có một cái vấn đề ở đây anh chị, là khi mà giá trị nó đã tăng lên như nãy giờ chúng ta nói, 10 đô nó khác với 100.000 đô đúng không chị? Có nghĩa là 100.000 đô á, thì tính ở thời điểm hiện tại đô là khoảng 24.000 rưỡi đi, thì anh chị thấy rằng là nó phải tốn 2 tỷ, 2 tỷ tư, gần 2 tỷ rưỡi để mua một Bitcoin ở cái vùng giá là 100.000 đô. Thì cái con số đó thì anh chị thấy rằng nó có lớn hay không? Em thấy được rất là lớn. Và để mà nó tiếp tục tăng lên 300.000, 500.000 hay là 1 triệu đô đi, anh chị nghĩ là 4 năm nó có thể xảy ra hay sao? Đối với em thì em không ha. Em sẽ nghĩ rằng là nó cần phải có một thời gian nó dài hơn để mà có thể đạt đến. Nhưng cái con số 100.000 đô ở trong thời gian tới, theo những cái góc nhìn chúng ta phân tích cơ bản rồi, chúng ta thấy giá nó có thể tăng lên, tăng lên, tăng lên dần như vậy, và nó có cái mức độ giảm về cái biên độ phần trăm á, thì chúng ta thấy rằng 100.000 đô nó vẫn có thể đạt được ở trong cái chu kỳ 24 năm tới anh chị, là 4 năm tới vẫn có thể đạt được. Và một cái nữa là về cái thông tin này nữa ha, và đối với cái dữ liệu data on-chain này, khi mà họ sử dụng rất là nhiều chỉ báo vân vân để mà kết hợp vào để chúng ta phân tích á, thì chúng ta thấy rằng là 100.000 đô vẫn là một cái con số khả dụng trước mắt ha, khả dụng trước mắt. Ở sau này ví dụ như nó tăng lên 200-300.000 đô thì em nghĩ rằng nó sẽ cần một cái thời gian dài hơn và dài hơn nữa. Và đến thời điểm này á, cái mà chúng ta cần phải quan tâm là gì, là chúng ta nên chuẩn bị để mà gom thêm hàng như thế nào. Thì em thấy rằng là thời điểm này cũng có rất là nhiều người đã all in rồi, có nhiều người vẫn còn vốn, có nhiều người thì mua một nửa vẫn đang chờ. Ví dụ như em thì em mới mua ở cái vùng giá khoảng 20.000 đô thôi đó, thì bây giờ em muốn mua tiếp thì em phải xem xét về những cái tình huống nó điều chỉnh về để chúng ta chuẩn bị trước kỳ hai bên, chúng ta mua thêm, chúng ta gom thêm để mà có thể là đạt đến 100.000 đô nha anh chị nha. Đó thì để mà nói đến cái vấn đề là thời điểm này á, giá cả có giảm về để chúng ta mua hay không á, thì anh chị hoàn toàn có thể xem qua một vài cái thông tin mà em cũng muốn chia sẻ ở trên dữ liệu data on chain luôn. Thì anh chị có thể là vào cái mục address này ha, và chúng ta sẽ xem ở cái phần là những cái địa chỉ vị đang nắm giữ hơn một Bitcoin chúng ta hãy xem xét về cái thông tin này một tí. Và tại sao em lại muốn nói đến cái thông tin là một Bitcoin? Bởi vì một Bitcoin á, nó vẫn rất là đơn giản để mua được so với là anh chị mua khoảng 100 bit hay là 1.000 bit. Thì 100 bit hay 1.000 bit thì anh chị phải có cái số tiền rất là lớn, hoặc là anh chị phải ở là một cái quỹ thì hay là một cái tổ chức lớn gì đó mà và có một cái tính thanh khoản lớn thì anh chị mới gom được những cái mức đó. Chứ ví dụ như người thường chúng ta, ví dụ như là nó chung chung thôi á, thì làm sao mà mua được 100 Bitcoin, 200 Bitcoin đúng không anh chị? Nói chung là cần phải nhiều tiền hơn nữa thì để mua được cái vấn đề đó. Thì đối với thời điểm này, một Bitcoin thì nó đã gia tăng rất là lâu rồi anh chị, từ 2012, với một cái niềm tin. Ở đây anh chị nghĩ rằng là người ta mua một Bitcoin với niềm tin gì anh chị? Người ta mua một Bitcoin này là cái khối lượng mà nó luôn tăng lên và tăng lên mãi thôi, nó không giảm đi, bởi vì là họ muốn gọi như là chấp nhận rủi ro, đánh đổi là họ giữ một Bitcoin, và nếu như nó lên ví dụ như là 100.000 đô, 200.000 đô hay là 1 triệu đô đi thì như thế nào anh chị, thì họ sẽ có lãi đúng không anh chị, và họ sẽ chốt ở trong thời gian xa hơn đó. Thì ai cũng muốn mình có một Bitcoin cả đó, và khi anh chị thấy cái dấu hiệu này tăng lên, có nghĩa là ở trong ngắn hạn á, cái lượng tăng
tăng trưởng là ở trong ngắn hạn đối với là những cái ví mua dự trữ một Bitcoin nó được bùng nổ từ cái thời điểm là khoảng 16.000 đô, rất là nhiều người mua vàng và khiến giá cả tăng trưởng mạnh lên. Đây là những cái ví mà em nghĩ rằng là họ sẽ khó để mà gọi như là bán nhiều. Đó. Có thể là có vẫn có một cái phần nhà đầu tư khi họ nắm giữ một Bitcoin thấy lời họ vẫn chốt thôi. Chốt trong ngắn hạn đó là những cái người gọi như là holder mà ở trong ngắn hạn đó gọi như là short term holder ha chị ha, là những người nắm giữ ở trong ngắn hạn thì họ vẫn có thể bán, nhưng mà em nghĩ rằng là cái chỉ số này nó sẽ vẫn còn gia tăng ở trong thời gian tới, dù cho Bitcoin có giảm xuống, nó cũng có thể là giảm xuống những cái ví một Bitcoin có thể giảm xuống, nhưng mà trong tương lai dài thì đối với những cái địa chỉ ví mà có cái số dư lớn hơn một Bitcoin thì em nghĩ rằng là nó sẽ vẫn còn gia tăng tiếp ở trong thời gian tới ha chị ha. Rồi tiếp đến chúng ta sẽ nói đến những cái người đang nắm giữ là 10 Bitcoin. Đó, em sẽ nói hai cái chỉ số này thôi, một Bitcoin và 10 Bitcoin. 10 Bitcoin là những cái, thì đối với 10 Bitcoin là cái nhóm người vừa có ngắn hạn mà vừa có dài hạn giống như một Bitcoin luôn, nhưng mà cái lượng người ngắn hạn nắm giữ 10 Bitcoin em nghĩ là nó sẽ nhiều hơn. Chị ha, em nghĩ là nó sẽ nhiều hơn. Và cái thời điểm mà họ gom 10 Bitcoin mà tăng trưởng dần lên, những cái ví mà tăng trưởng dần lên á, thì chị thấy là nó bắt đầu từ cái giai đoạn là khoảng 19.000 và nó tăng trưởng mạnh nhất là ở từ cái thời điểm là khoảng 16.000 đô, thì chị thấy rằng nó tăng rất 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 mạnh lên và nó tăng theo một cái xu hướng gọi là dốc lên, không có một cái người nào chốt nhiều ở cái giai đoạn này cả. Đó, nó tăng từ cái thời điểm là khoảng tháng 1 năm 2023 cho đến ngay tại thời điểm này là khoảng tháng 10 năm 2023, thì anh chị thấy là mới có sự điều chỉnh xuống, tức là người ta đã bắt đầu chốt lời ở cái vùng khoảng 35.000 đô, 35.000 đô, họ bắt đầu chốt dần xuống. Và đến thời điểm này thì anh chị thấy rằng là nó càng lúc càng giảm đi, tức là sao chị, là những cái holder ngắn hạn họ đang chốt lời. Đây là cái yếu tố mà em nghĩ rằng là nếu cái chỉ số, những cái chỉ ví mà lớn hơn 10 Bitcoin này tiếp tục bán ra và không nắm giữ nhiều Bitcoin nữa, họ chốt lời bớt thì giá cả hoàn toàn rất là điều chỉnh. Và đây là cái dấu hiệu báo sớm cho chúng ta trước ở trước mắt rằng là nó có khả năng là điều chỉnh xuống để chúng ta có thể là gom tiếp ở trong thời gian tới. Họ đang chờ một sự điều chỉnh cho nên là họ mới chốt lời dần như thế này. Và vì vậy để mà đánh đổi, để mà cho em mua Bitcoin ở cái vùng là khoảng 40, 41, 42, 43, 44 thì em sẽ không mua. Em sẽ mua những cái vùng sâu hơn để em sẽ đợi cái sự điều chỉnh. Chắc chắn ở trong ngắn hạn thì vẫn sẽ có người để chốt thôi, vẫn sẽ có người chốt. Và em nghĩ rằng là đối với cái chỉ số mà họ đang dự báo là những cái ví mà đang nắm giữ hơn 10 Bitcoin này đang có cái tốc độ giảm xuống dần á, thì em nghĩ rằng là họ đang chốt lời. Và thì đối với em mà khi mà họ chốt lời thì chúng ta sẽ tiếp tục canh để mua nha. Em sẽ không bán bất cứ một cái đồng nào cả mà em sẽ tiếp tục canh để mua. Và mua khi nào chị? Chúng ta mua khi nào đúng không ạ? Thì nếu như để nói là mua khi nào đi, bây giờ chúng ta hãy xác định với nhau rằng bây giờ nếu như chúng ta điều chỉnh từ cái ngưỡng hồi nãy chúng ta phân tích về cái vấn đề trading ấy, chúng ta thấy rằng là chúng ta có một cái khu vực nến tháng đúng không ạ, là chúng ta từ chỗ từ đây xuống, thì cứ cho đây là kháng cự trước mắt đi. Đây em sẽ vẽ ở cái khu vực này, đây là khu vực kháng cự ha, chúng ta đang đến cái ngưỡng kháng cự và cái tỷ lệ điều chỉnh xuống là có. Tỷ lệ điều chỉnh xuống, chúng ta còn 4 tháng nữa mới halving. Anh chị hãy lưu ý như vậy, chúng ta còn 4 tháng nữa mới halving, cho nên cái tỷ lệ điều chỉnh trong vòng 4 tháng là có thể là sinh ra. Tiếp đến chúng ta sẽ nói đến những cái ngưỡng hỗ trợ. Thì trước đây chúng ta cũng đã nói khá là nhiều rồi, đúng không? Chúng ta nói khá là nhiều rồi. Chúng ta có ngưỡng hỗ trợ là khoảng 31 cho đến là 30.000 đô quanh quanh khu vực này. Và sâu hơn một tí nữa nha anh chị, sâu hơn một tí nữa thì anh chị có thể thấy rằng đây là cái ngưỡng sâu nhất có thể mà hiện giờ em đang ngắm đến. Nếu mà có rơi về là em sẽ mua. Thì và để nói là em mua ở đâu và không mua ở đâu thì nãy giờ em nói rồi đúng không ạ, em sẽ không mua ở cái ngưỡng kháng cự 40 mấy ngàn ở thời điểm hiện tại, mà em sẽ đợi chờ rằng là nếu giá có về tới cái ngưỡng là khoảng 31.000 đi, em sẽ mua ha, em sẽ mua ở cái khu vực này. Và nếu giá hồi lên tiếp thì anh chị có thể là xác nhận với em này, có phải ở đây, đây là khung tuần đúng không ạ, nhìn rất là rõ, chúng ta cũng có cái kháng cự. Và nếu mà đến đây nè mà nó tiếp tục từ chỗ và đi về sâu hơn, nếu như mà Bitcoin có về từ cái ngưỡng 3x đổ xuống 2x thì em sẽ tiếp tục gom ha, em sẽ tiếp tục gom. Có nghĩa là em sẽ không xác nhận với anh chị rằng là vùng đáy ở đâu, em sẽ không nói trước vấn đề đó, nhưng mà nếu giá nó có về được thì em sẽ gom tiếp. Và khi mà đến 20 nó tăng lên thì chúng ta sẽ chờ đến cái bức tranh mà nãy giờ chúng ta nói với nhau là 100.000 đô nha chị nhé. Thì anh chị cũng có thể là thấy được rằng là ở cái khả năng mà nó điều chỉnh là vẫn có thôi. Đó, bây giờ có rất là nhiều anh em ở trên thị trường crypto, kể cả KOL cũng đang chốt lời Bitcoin đúng không chị? Thì đối với em thì em thấy rằng là bây giờ nó điều chỉnh được thì chúng ta gom thôi, đó là cơ hội mà. Còn anh chị nào đã all in rồi, đã gom những vùng giá đẹp rồi thì anh chị cứ nắm giữ thôi. Và anh chị có thể là nắm giữ nó ở trong dài hạn, có thể là đạt mục tiêu 100.000 đô chúng ta bán đúng không ạ? Thì nói chung là bây giờ nếu anh chị đã nắm hàng, anh chị không muốn mua nữa thì anh chị có thể ngồi chờ.
Còn những anh em nào trade á, thì anh chị có thể là quan sát những cái tình huống, ví dụ nó điều chỉnh thì ok, chúng ta có thể là bán ra, đúng không? Anh chị thì có thể là bán ra rồi chúng ta mua lại, cái đó gọi là trade. Còn những anh em nào hold á, thì cứ hold dài hạn thôi, mua mức giá là không quan trọng, đúng không? Mua mức giá là không quan trọng, anh chị hold thì anh chị mua mức giá là không quan trọng, chỉ quan trọng là khi nào đạt target anh chị mong muốn thì anh chị chốt thôi. Đó, đó là cái vấn đề ha. Chúng ta không cần phải tranh cãi quá nhiều rằng là nó lên được hay không, nó xuống được hay không. Nó xuống được thì đó là cơ hội để chúng ta gom, nó lên được thì cơ hội để chúng ta chốt. Đó là cái vấn đề, đúng không anh chị? Đó, và khi trong thời gian tới mà ví dụ em thấy được cái vùng giá nào đẹp, nó có thể là gom được hay là như thế nào, thì em cũng sẽ chia sẻ góc nhìn của mình ra cho anh chị có thể là theo dõi thêm ha. Và trong thời gian tới để mà anh chị có thể là mua Bitcoin nè, đầu tư Bitcoin, trading nè, đó rất là nhiều cái khác, thì anh chị có thể là xem qua sàn giao dịch BinX với rất là nhiều cặp giao dịch khác nhau, không chỉ mỗi Bitcoin mà Ethereum này, XRP này, rất là nhiều cặp khác nhau. Ví dụ như cái đồng Zito này đợt vừa rồi mới ấy niêm yết rồi nè anh chị nè, hay là những cái đồng khác đang hot như là Audi này, đó rất rất là nhiều cặp giao dịch để anh chị có thể là mua và nắm giữ ở trong dài hạn. Hoặc ngoài ra anh chị có thể là trade kể cả là crypto, forex hay là vàng, thì anh chị đều có thể là trade được ở trên sàn BinX ha. Và để mà sử dụng những cái tính năng hấp dẫn đến từ BinX thì anh chị đừng quên là có thể ủng hộ team bằng cách đặt click vào đường dẫn đăng ký em để dưới phần mô tả video này ha anh chị ha. Và trong video ngày hôm nay thì em chia sẻ đến anh chị đến đây thôi về những cái dữ liệu về data on chain, về những cái hành vi giá, để anh chị có thêm nhiều cái góc nhìn nó rộng hơn, để anh chị có thể là chuẩn bị tìm kiếm thêm cơ hội này, có thể là nắm giữ ok hơn và nắm giữ dài hạn hơn. Đó thì rất là mong Bitcoin sẽ sớm đạt được 100.000 đô trong 4 năm tới để anh em có thể là chốt lời nha anh chị nhé. Và nội dung ở trong video ngày hôm nay sẽ dừng lại tại đây thôi, và rất là cảm ơn tất cả anh chị đã xem đến hết video này. Và nếu anh chị thấy những cái nội dung này em chia sẻ đến anh chị có những cái thông tin hữu ích giúp cho anh chị có thể là vui vẻ hơn khi mà trong cái giai đoạn mà anh chị đang hold như thế này, anh chị vẫn muốn Bitcoin 100.000 đô, đừng tiếc có thể là để lại nút like, nút đăng ký, comment ở bên dưới về những cái suy nghĩ của anh chị về Bitcoin liệu nó có đạt được 100.000 đô hay không ở trong thời gian tới nha anh chị nhé. Rồi thì cảm ơn anh chị một lần nữa đã xem đến hết video này, và hẹn gặp lại tất cả anh chị ở trong những nội dung video lần sau.